Ok, mình dùng mic của laptop nha, thế nên là có lẽ hôm nay là tiếng nó hơi nhỏ một chút các bạn, với cả nó sẽ bị lẫn tiếng ở ngoài vào nữa, sẽ bị lẫn tiếng môi trường vào nữa, thì các bạn chịu khó bật volume trên máy tính to lên nhá. Hôm nay mình sẽ chữa buổi chữa bài trắc nghiệm tiếp theo liên quan đến bài số 1 của chúng ta. Hôm nay mình sẽ tập trung vào chữa các nội dung liên quan đến biểu diễn số nguyên và biểu diễn số thực. Đây là các cái nội dung mà trong đề thi cuối kỳ cũng rất hay xuất hiện các câu hỏi trắc nghiệm. Thì nhìn chung là các bài tập về phần này nó không quá khó đối với chúng ta. Chỉ đòi hỏi cái kỹ năng tính toán của chúng ta cần chuẩn xác một chút thôi. Bởi vì các bạn nhớ giúp cho là theo quy định thì các bạn sẽ không được sử dụng máy tính cầm tay. Ví dụ như là Casio hay là VN Calculator vân vân và vân vân và trong phòng máy. Tất cả chúng ta đều phải tính toán bằng nháp hoặc là tính nhẩm hết. Tất nhiên là các bạn hoàn toàn yên tâm là vì là các bạn không dùng máy tính, không được phép dùng máy tính cầm tay nên là các câu tính toán nó không quá phức tạp đâu. Dừng lại mức độ là các bạn hiểu các cái cách thức biểu diễn dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu số trong máy tính, hiểu và áp dụng được để làm bài tập thôi, không yêu cầu các cái phép tính toán quá phức tạp. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Và như buổi trước thì các câu hỏi mình chữa trong ngày hôm nay sẽ được lấy từ sách bài tập Tin Đại Cương và một số tài liệu mà các bạn đã chia sẻ trên mạng. Hôm trước chúng ta dừng lại câu 26 thì theo đúng thứ tự mình cứ đánh số thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với câu 27 này. Nhưng câu đầu tiên rất là dễ nên mình chữa nhanh nhé. Sử dụng 4 bit nhị phân để biểu diễn số nguyên không dấu, hỏi giá trị số nguyên lớn nhất biểu diễn là bao nhiêu? Thì để làm được câu dạng này thì các bạn nhớ là giải biểu diễn số nguyên không dấu. Chúng ta lưu ra số nguyên không dấu chúng ta coi là số nguyên dương. Thì nếu mà chúng ta có sử dụng số nguyên không dấu n bit thì giải biểu diễn của nó sẽ là từ giá trị nhỏ nhất là 0 cho đến giá trị lớn nhất là 2 mũ n trừ 1. Nếu chúng ta áp dụng vào câu này thì không có gì khó khăn cả, chúng ta sẽ có ngay đáp án đúng là đáp án B. Chưa? Câu tiếp theo. Sử dụng 4 bit nhị phân để biểu diễn số nguyên có dấu, hỏi giá trị nguyên lớn nhất biểu diễn được là bao nhiêu? Chúng ta lưu ý rằng là đối với số nguyên có dấu ấy thì bit đầu tiên luôn được sử dụng làm bit dấu. Thế nên là chúng ta sẽ thấy là chúng ta chỉ còn lại là n trừ bit để biểu diễn giá trị thôi. Ví dụ ở đây mình sẽ có cái hình vẽ minh họa này để các bạn rõ. Mình sẽ vẽ lại cái hình minh họa định dạng biểu diễn một số nguyên. Cái bit đầu tiên chúng ta còn nhớ cái quy quy cách biểu diễn đúng không ạ? Nếu chúng ta biểu diễn nó bằng chuỗi bit an trừ 1, an trừ 2 vân vân cho đến a0 thì cái bit đầu tiên an trừ 1 là cái bit bit dấu. Đó. Thế còn lại các bit an trừ 2, an trừ 3 vân vân cho đến a0 a1 và a0. Thì các bit này nó là các bit giá trị. Bit dấu. Còn đây là n trừ bit giá trị, là sẽ n trừ 1 bit để biểu diễn giá trị. Chỗ này mình giảng lại nhá, mình giảng lại trước khi đưa ra đáp án để các bạn hiểu hơn cái cách thức biểu diễn số nguyên có dấu, bởi vì hiểu rõ cái cách thức biểu diễn số nguyên có dấu rất quan trọng, chúng ta còn phải làm các bài tập về phía sau. Nên là mặc dù câu này câu đơn giản nhưng mà mình sẽ giải thích tương đối kỹ một chút. Thì đây chúng ta sẽ thấy là bỏ đi cái bit dấu này, chúng ta thấy là còn n trừ 1 giá trị. Thế nên là chúng ta nhớ là biểu diễn số nguyên có dấu thì sẽ có một số ký ức như này.
Cái này ở trên lớp mình đã giảng cho lớp mình dạy, còn những bạn nào mà không học lớp mình dạy thì có thể nghe thêm. Biểu diễn số nguyên có dấu thì thứ nhất là biết dấu. Tính quy ước là không biểu diễn cho số dương, số nguyên dương, và một biểu diễn số nguyên âm. Đấy, thế nên là chúng ta sẽ thấy là vì có cái quy tắc này nên chúng ta sẽ có giải biểu diễn số dương, số không âm. Thì bit đầu tiên nó là không rồi, bit dấu đầu tiên nó là không rồi, thế nên là trong n trừ một bit giá trị còn lại, nếu cả n trừ một bit này đều là không, là vậy chúng ta sẽ có giá trị nguyên dương, giá trị nguyên không âm nhỏ nhất có thể biểu diễn được, đó chính là số 0. Đó. Tiếp này, vì là gì ạ? Vì bit đầu tiên là bằng 0, n trừ 1 bit giá trị còn lại biểu diễn giá trị. Thế nên là giá trị số nguyên không âm biểu diễn lớn nhất, đó chính là n trừ 1 bit này đều mang giá trị là 1. Được chưa? Và n trừ 1 bit mang giá trị là 1 thì chúng ta sẽ có giá trị lớn nhất, chúng ta sẽ có giá trị của nó là gì ạ? Là hai mũ n trừ n trừ 1, tất cả trừ 1. Sorry, ở trên này chúng ta sẽ là hai mũ n, ở câu trên mình nhầm một chút nhé. Giá trị số nguyên không dấu biểu diễn lớn nhất được nó sẽ là hai mũ n, cái trừ 1 ở phía dưới chứ không phải là ở phía số mũ đâu. Quay trở lại câu 27 phía trên đấy. Vừa nãy mình viết nhầm một chút đúng không ạ? Còn ở dưới này đấy, quay lại với câu 28, đấy là giải biểu diễn số nguyên không âm. Còn giải biểu diễn số nguyên âm, ở trên là không âm, còn dưới là âm, thì tất nhiên là số nguyên nhỏ nhất biểu diễn được là trừ 1 rồi. Đó, số nguyên biểu diễn nhỏ nhất được là trừ 1. Thế còn số nguyên âm lớn nhất biểu diễn được là trừ 1, còn số nguyên âm nhỏ nhất biểu diễn được nó sẽ là trừ 2 mũ n trừ 1. Thì khi nào biểu diễn được số nguyên âm lớn nhất là trừ 1, đó là khi tất cả n trừ 1 bit giá trị là 1. Đấy, chúng ta cần nhớ rằng là đối với số nguyên âm ấy, thì bit dấu đã là 1 rồi. Bit dấu đã là 1 rồi. Thế để biểu diễn được số nguyên âm lớn nhất là trừ 1 thì n trừ 1 bit còn lại là 0. Sau đó để biểu diễn số nguyên âm nhỏ nhất thì n trừ 1 bit còn lại là 0. Còn để biểu diễn số nguyên âm lớn nhất thì n trừ 1 bit còn lại đều là 1. Và tương ứng chúng ta sẽ có giá trị trong hệ thập phân là trừ 2 mũ n trừ 1 cho đến trừ 1. Thế nên là chúng ta sẽ có gì ạ? Giải biểu diễn trên toàn bộ trục số nó sẽ là từ trừ 2 mũ n trừ 1 cho đến 2 mũ n trừ 1 ở trên mẫu này, trên 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 số mũ này. Để trừ đi 1 nữa. Ở đây chúng ta lý là chúng ta không nên học vẹt nhá. Học vẹt thì có rất nhiều kiến thức mà chúng ta nhỡ mà lỡ lỡ mà nhớ nhầm một cái là rất là mệt mỏi. Đúng không ạ? Thế nên là chúng ta nên hiểu bản chất. Khi chúng ta hiểu bản chất, chúng ta giải thích được rồi thì việc nhớ các cái nhớ nhớ các cái đặc điểm kiến thức này nó không quá khó. Nhưng mà ngồi tụng kinh và nhớ nhớ kiểu học vẹt là nó không nhớ được lâu. Nên là các bạn nên nên hiểu nó. Rồi, bây giờ quay trở lại với cái đề bài này. Sử dụng 4 bit nhị phân để biểu diễn số nguyên có dấu, hỏi giá trị nguyên lớn nhất có thể biểu diễn là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần thay n bằng 4 thôi. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần thay n bằng 4 vào công thức này, chúng ta sẽ thấy là giá trị nguyên dương lớn nhất, đúng không ạ? Giá trị số nguyên lớn nhất chúng ta biểu diễn được đó là 2 mũ 4 trừ 1 ở mẫu, nó trừ 1. Với 4 bit. Thì số nguyên dương, số nguyên lớn nhất biểu diễn được 2 mũ 4 trừ 1. Chỗ này chỉ là công đoạn thay số thôi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có đáp án số nguyên lớn nhất biểu diễn được là 7. Đáp án đúng của chúng ta là B, là D, xin lỗi. Ok, đó một câu rất đơn giản mà mình dành khá nhiều thời gian để giải thích cho nó kỹ. Rồi,
Bây giờ câu 29 này, sử dụng 11 bit để biểu diễn số nguyên có dấu, giải biểu diễn sẽ là, đúng không? Chúng ta thay vào công thức này thôi. Đó, chúng ta thấy n bằng 11. Chỗ này thì các bạn tự bấm máy tính nhá. Chúng ta tự bấm máy tính và kết quả đúng của chúng ta là câu A. Câu 30. Một số nguyên có dấu biểu diễn dưới dạng số nguyên 8 bit là 0101 0101. Giá trị số nguyên trong hệ thập phân là gì? Chúng ta sẽ có công thức tính giá trị của số nguyên có dấu. Chúng ta lưu ý là đối với số nguyên có dấu thì nó một cái đặc điểm, nó là cái bit đầu tiên, tôi ký hiệu là bit A N-1 ấy, chỉ số là N-1, đấy là bit dấu. Thì trong biểu diễn số nguyên có dấu, bit dấu nó không chỉ mang ý nghĩa là dấu mà nó còn mang ý nghĩa giá trị. Và giá trị của bit dấu sẽ được đưa vào công thức tính giá trị. Đó, giá trị của bit dấu sẽ được đưa vào công thức tính giá trị. Đó chính là trừ A N trừ 1. A N trừ 1 là chỉ số. Nhân với 2 mũ N trừ 1. Số này. Vâng, 2 mũ N trừ 1. À, sorry, 2 mũ N. Bởi vì là chỉ số, chúng ta đánh lùi đi một một chỉ số. Trừ 1, đúng rồi. Ta đánh lùi đi một chỉ số. Chờ mình một chút, mình thay cái dấu nhân này. Đó. Đây là giá trị của bit dấu. Giá trị của bit dấu trong biểu diễn số nguyên có dấu trên máy tính. Ok. À, phần còn lại đó chính là phần giá trị của các bit giá trị. Thì phần giá trị của các bit giá trị chúng ta sẽ dùng công thức phân tích số như hôm trước, nó sẽ là bằng AN trừ 2 nhân với 2 mũ ở đây mình chỉ có chút cái phông nó dễ nhìn. Đó. Nhân với 2 mũ n trừ 2 cộng an trừ 3 nhân với 2 mũ n trừ 3 cộng vân vân, đúng không ạ? Cộng với A1. Nhân với 2 mũ 1 với A0 nhân với 2 mũ 0, đúng không ạ? Đó là công thức phân tích số. Thì cứ áp công thức phân tích này vào đây chúng ta sẽ có ngay thôi, đúng không ạ? Có ngay kết quả, không có gì khó khăn cả. Ví dụ ở trên chúng ta sẽ có 0 1 0 1 0 1 0 1 thì bằng này, bit dấu này, bit dấu là 0 này. À, ta sẽ bit dấu, tôi sẽ bôi đỏ lên. Cái dấu mình sẽ bôi đỏ lên. À, trừ 0 nhân 2 mũ n trừ 1. Thế thì chúng ta thấy là chúng ta có số nguyên này là số nguyên 8 bit, vậy thì thay n vào là 8, 8 trừ 1 bằng 7, ta sẽ có 2 mũ 7. À, không có gì khó khăn cả. Đúng không ạ? Cộng tiếp này. Bit tiếp theo là 1 này. Bit 1 này là bit 1 sẽ có giá trị 2 mũ 6. Cộng này. Chúng ta làm các bài tập, chúng ta làm các bài tập chuyển đổi cơ số nhị phân chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Các bit không chúng ta không quan tâm, thế nên là bit không tương ứng với 2 mũ 5. À, bit không tương ứng với 2 mũ 5 chúng ta có thể không cần phải viết vào đây, đúng không ạ? Tuy nhiên mình sẽ vẫn sẽ viết đầy đủ để cho các bạn chưa theo dõi cái buổi slide trước, buổi livestream trước, chúng ta không không bị khó hiểu, chúng ta sẽ hiểu. Tiếp theo bit 1 của 2 mũ 4.
Bi từ 12 mũ 3 là 0. Được chưa? Bi từ 12 mũ 2 lại là 1. Bi từ 12 mũ 1 lại là 0. Và cuối cùng bi từ 12 mũ 0 lại là 1. Cái đề bài này cho con số nó hơi đẹp đẹp một tí. 0101 01 đan nhau. Rồi tóm lại. Tóm lại chúng ta sẽ có kết quả đây nó là bao nhiêu ạ? Sẽ là bằng 0 này, đúng không ạ? Bit dấu của chúng ta là 0. Bit dấu là 0 nên giá trị của nó là 0. Còn chút nữa trong bài sau chúng ta sẽ thấy là khi bit dấu là 1 thì kết quả nó là bao nhiêu? Cộng với 64 này, cộng với 0 này, cộng với 16 này, cộng với 0 này, đó, cộng với 4, cộng với 0 này, cộng với 1, đó là các số hạng. Rồi và chúng ta có kết quả là dương 85. Chúng ta nhớ rằng là số nguyên của ta là số nguyên có dấu. Đáp án ta là đáp án A. Đó. Được chưa? Các bạn hoàn toàn có thể làm tương tự. Và tất nhiên ở đây như đã nói rồi là tôi giảng khá là kỹ. Thế còn các bạn sau này chúng ta khi chúng ta tính quen rồi thì chúng ta có thể tính nhầm. Chỗ này rất là nhanh. Tuy nhiên khi tính nhầm chúng ta phải chắc chắn một chút nhá. Vì là các câu hỏi này nhắc lại là đòi hỏi kỹ năng tính toán chính xác. À, câu hỏi trắc nghiệm đặc điểm nó như vậy. À, số nguyên âm 86. Âm 86 được biểu diễn dưới dạng số nhị phân 8 bit là bao nhiêu? Thế thì chúng ta nhớ là khi biểu diễn số âm, số nguyên âm trong máy tính thì chúng ta sẽ biểu diễn qua gì ạ? Biểu diễn qua số bù 2. Số bù 2. Được chưa? Đó. Thế thì số bù 2 được tính toán như thế nào? Thì chúng ta sẽ nhớ cái công thức này giúp ạ. Muốn tính số bù 2 của A. Chúng ta sẽ tính số bù 1, số bù 2 của A. Thì bằng số bù 1 của A cộng với 1. Mà số bù 1 của A thì sẽ là not A. Nốt A ta hiểu đây đó chính là đảo dấu các bit của A. Đó, như vậy rất đơn giản, số bù 1 của A sẽ được tính toán bằng đảo dấu các bit của A. Thế bây giờ biểu diễn số nguyên âm này, các bước biểu diễn số nguyên âm. Rất đơn giản, chúng ta thực hiện hai bước. Bước 1, biểu diễn số nguyên dương đối số của nó. Và bước 2, rất đơn giản, số bù 2 của kết quả bước 1 chính là số nguyên âm cần biểu diễn. Chính là biểu diễn của số nguyên âm. À, rất đơn giản, ngoài chúng ta nhớ quy tắc. Như vậy này, đề bài của chúng ta yêu cầu biểu diễn số nguyên âm 86. Thì chúng ta làm theo các bước. Ví dụ với A bằng âm 86 thì bước 1, đúng không ạ? Chúng ta biểu diễn số nguyên dương đối số của nó. Thì chúng ta có rồi, nguyên dương đối số là dương 86. Dương 86 thì chúng ta nhớ rằng là biểu diễn trong số nguyên có dấu thì bit đầu tiên là bit dấu này. Nguyên tắc đối với số nguyên có dấu, bit dấu biểu diễn cho số dương sẽ là 0. Đó, đối với số nguyên có dấu thì để biểu diễn số nguyên dương, bit dấu là 0. Như vậy chúng ta sẽ còn 7 bit
để biểu diễn giá trị 86 này. Được chưa? Rồi, cái việc biểu diễn giá trị 86 dưới dạng 7 bit nhị phân, đó là coi như bài tập dành cho các bạn. Ở đây mình sẽ đưa đáp án trực tiếp luôn. Đó, nó sẽ là 7 bit này. Đây, 7 bit biểu diễn của 86. 101 0110. Bây giờ ghép với cái bit dấu 0 ở ở đầu tiên. Chúng ta sẽ có giá trị dương 86 biểu diễn trong máy tính sẽ là 01 0101 0110. Bit dấu mình bôi đỏ. Bit dấu mình bôi đỏ cho các bạn dễ nhìn. À, thế bây giờ số mũ 1 của dương 86. Đó, số mũ 1 của dương 86. Bây giờ đảo tất cả các bit thôi, đúng không ạ? Ví dụ bit 0, bit dấu 0 tôi sẽ đảo thành bit 1. Bit giá trị 1 tôi đảo thành bit 0, tương tự cho các bit còn lại. Đó. Đây là số bù 1 của dương 86 này. 1010 1001. Bây giờ số bù 2 của âm 86. Thì số bù 2 sẽ bằng là số bù 1 cộng 1, đúng không ạ? 1010 1001 cộng 1, và dễ dàng chúng ta sẽ có kết quả là 1010. Đó, đấy là giá trị biểu diễn của âm 86 trong máy tính. Giờ kiểm tra lại nhá, chúng ta kiểm tra lại theo công thức tính giá trị số nguyên có dấu này. Đó, kiểm tra lại. Mình thực hiện bước kiểm tra lại này để các bạn ôn lại một lần nữa cách thức tính giá trị của số nguyên có dấu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thay vào đây, đúng không? Chúng ta sẽ có âm, chúng ta sẽ có giá trị 1010 1010 là đáp án chúng ta vừa tìm thấy này. Theo công thức tính giá trị số nguyên có dấu lắp vào, chúng ta sẽ có là trừ 1 nhân 2 mũ 7, đúng không ạ? Cộng 0 nhân 2 mũ 6 cộng 1 nhân 2 mũ 5 cộng 0 nhân 2 mũ 4 cộng 1 nhân 2 mũ 3 cộng 0 nhân 2 mũ 2. Cộng 1 nhân 2 mũ 1 và cộng 0 nhân 2 mũ 0. Được chưa? Và cái này chúng ta có thể nó sẽ bằng âm 86. Cái này các bạn tự kiểm chứng lại nhá. Rồi, đây là đáp án. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, đúng không ạ? 1010. 1010. Chúng ta xong câu 31. Câu 32 cho các số nguyên không dấu có mã hexa là x bằng 6A16, y bằng 1538, z bằng 10510. Thứ tự sắp xếp giảm dần sẽ là, nhìn thấy ngay ở đây là z là số lớn nhất, đúng không ạ? Vì z có 5 chữ số, còn x, y và x với y chỉ có 4 chữ số thôi. Như vậy chúng ta sẽ thấy ngay ở đây z, đúng không ạ, là giá trị lớn nhất, thì chúng ta chọn được luôn cái chúng ta sẽ chọn được luôn cái đáp án C này này. Ở trong đáp án C này có mỗi đáp án C là sẽ z lớn nhất thôi, đúng không? Chẳng có gì phải bàn cãi đây nữa cả. Cái câu này là câu có thể làm mẹo rất là nhanh. Thế còn nếu mà chúng ta làm một cách chính tắc ấy, thì rất đơn giản là gì ạ? Ví dụ trong trường hợp này nhé, chúng ta có z là lớn nhất rồi. Bây giờ chúng ta cần 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 so sánh x và y, thì thực ra chúng ta sẽ thấy là x thì bắt đầu bằng ký số là gì ạ? 6,
Còn y bắt đầu bằng chữ số là 1, 6 lớn hơn 1 đều tất nhiên rồi, đúng không ạ? Phép so sánh số này chúng ta đều biết cả. Thì câu 32 này câu dễ. Câu 33, cho số nguyên có dấu 16 bit, biểu diễn dưới mã hexa là 5931 này, AC43 này, B571 này, E755 này, số lớn nhất là gì? Thế thì câu này các bạn nếu không cẩn thận chúng ta sẽ rất dễ mắc bẫy. Câu này nếu như chúng ta so sánh các số theo theo cách thông thường ấy, tức là chúng ta so sánh các chữ số ấy, thì rất nhiều bạn sẽ mắc bẫy đây và sẽ cho rằng đáp án là E755. Bởi vì trong hệ hexa chúng ta sẽ thấy là chữ số E chắc chắn là sẽ có giá trị lớn hơn các chữ số còn lại của câu hỏi này là 5 A và B. Đó. Nhiều bạn là không đọc đề bài cẩn thận là rất dễ bị mắc bẫy ở chỗ này. Thế câu này chúng ta phải cẩn thận bởi vì là đề bài nói rằng là số nguyên có dấu. Đó. Mà chúng ta biết rồi, số nguyên có dấu mà bắt đầu bằng bit 1 là bit dấu thì đấy là số nguyên âm. Còn số nguyên có dấu bắt đầu bằng số 0 thì đấy là số nguyên dương. Thế thì để làm câu này chúng ta sẽ thấy là tôi chỉ cần quan tâm đến cái chữ số đầu tiên, chữ số hexa đầu tiên thôi. Thế tôi sẽ biểu diễn lại các chữ số hexa này về dạng nhị phân. Ví dụ chúng ta biết 5 sẽ biểu diễn thành là gì ạ? 0101. À, 5 trong hệ 16. Đấy, mình sẽ ghi rõ ra. Tại sao 5 trong hệ 16 bằng 0101 thì các bạn xem lại bài livestream buổi trước nhá. Mình sẽ không 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 nói lại đây nữa, mất thời gian. Bởi vì cái này hôm trước chúng ta cũng cũng nghe nhiều rồi. Tiếp theo này, A trong hệ 16 này. Thì khi chuyển đổi sang dạng nhị phân của nó sẽ là gì ạ? 1010, đúng không ạ? Đó, chuyển đổi sang nhị phân. B thì là 1011, đúng không ạ? E này, E các bạn có nhớ nó là gì không ạ? E nó là 1110. Đó. Nhìn vào đây chúng ta có đáp án chưa nào? Có rồi đúng không? Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là cái số đầu tiên, số hexa đầu tiên 5931 là số mà khi chuyển sang dạng nhị phân nó bắt đầu bằng bit 0. Đúng không? Như vậy đây là biểu diễn của một số nguyên dương. Thế còn ba giá trị còn lại, đúng không ạ? Trong ba giá trị còn lại chúng ta sẽ thấy này. À, tôi lại à, mình lại tô đỏ cái bit dấu lên để các bạn thấy rõ. À, trong ba giá trị còn lại chúng ta thấy là luôn là đều bắt đầu bằng bit dấu là 1. Đúng không? Đều bắt đầu bằng bit dấu là 1. Vậy thì chứng tỏ là ba giá trị này là số âm. Đề bài hỏi số lớn nhất là gì? Ồ, như vậy chúng ta chỉ quan tâm không phải so sánh nữa, đúng không ạ? Chúng ta thấy ngay số đầu tiên là số dương, vậy thì nó chính là số lớn nhất. Ba số sau là số âm, chúng ta không phải quan tâm giá trị nữa. Đấy là cách chúng ta làm bài này nhé. Chúng ta lưu ý là đối với bài trắc nghiệm chúng ta nên tìm ra đặc điểm để chúng ta làm nhanh, chúng ta đừng mắc công ngồi tính toán nhé. Nhưng ngồi chỗ này mà tính toán ra cái giá trị của 16 bit này sang hệ thập phân là phờ dâu á nhá, mệt phờ dâu ngay. Chúng ta nhìn vào đặc điểm, hiểu về đặc điểm biểu diễn để chúng ta làm cho nó nhanh. Khi thi thì các thầy không bao giờ có những câu mà bắt các bạn phải tính toán rất lâu mới ra kết quả đâu. Thường là mỗi một câu bạn chỉ làm trong khoảng 1 đến 2 phút thôi. Thế nên là không bao giờ có câu mà bắt các bạn phải ngồi tính toán mãi mới ra. Vậy thì chúng ta phải dựa vào đặc điểm. Nhớ được đặc điểm biểu diễn thì chúng ta làm. Câu 34, cách biểu diễn số âm trong máy tính là vừa làm vừa nãy rồi đúng không? Chọn ngay được đáp án D, biểu diễn sử dụng mã bù 2. Lướt nhanh được. Câu 35 này, tìm câu trả lời thích hợp nhất cho câu hỏi
Trong máy tính chúng ta biểu diễn số nguyên có dấu bằng mã bù 2 bởi vì ưu điểm của phương pháp này là: A. Không phải sử dụng dấu cộng trừ. Không đúng đúng không? Cái này không đúng. Cái này chúng ta thấy là bit dấu sẽ biểu diễn theo quy ước, chúng ta vẫn có bit dấu. Vẫn có bit dấu. Không phải sử dụng dấu cộng trừ nhưng mà vẫn phải có bit dấu. Câu B này, cộng trừ số có dấu quy về một phép cộng số nguyên không dấu. À, chỗ này chúng ta cần phải nhớ cái cách thực hiện phép trừ trong số nguyên có dấu, thì chúng ta sẽ thấy là phép trừ trong số nguyên có dấu a trừ b thì có thể biến đổi thành là a cộng với gì ạ, a cộng với trừ b. Đó. Và khi các bạn ở trên lớp mình giảng ấy, hoặc là khi các bạn làm bài tập, các bạn sẽ thấy là, hoặc trong nữa sau 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 mấy câu sau mình sẽ có chữa một số câu bài tập, các bạn sẽ thấy là khi chúng ta đã biến đổi cái phép trừ a trừ b thành a cộng trừ b thì phép cộng này sẽ được tính toán hoàn toàn giống như là tính toán phép cộng đối với số nguyên không dấu. Đó. Thế nên đây là một đáp án đúng. Đáp án D, B là đáp án đúng. Đó. Nhắc lại là do chúng ta biểu diễn lại cái phép trừ a trừ b bằng a cộng trừ b. Đó. Trong đó trừ b là số đối của b. Mà quy tắc tìm số đối là gì ạ? Dùng mã bù 2 đúng không? Mã bù 2 chính là số đối. Nên là khi chúng ta biểu diễn như này rồi thì phép tính a cộng trừ b sẽ được tiện hoàn toàn giống như là phép cộng số nguyên không dấu. Hoàn toàn giống. Tức là gì ạ? Tức là khi cộng chúng ta cộng cả bit dấu, chứ chúng ta không loại bit dấu ra nhá. Khi cộng chúng ta cộng cả bit dấu. Vậy đáp án B là đáp án đúng. Tại sao đáp án C là sai? Khả năng biểu diễn lớn hơn phương pháp dùng dấu cộng trừ. Sai. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta rằng là nếu mà có một cách nào đó, đúng không ạ? Nếu mà có một cách nào đó tôi dùng dấu cộng trừ để biểu diễn số nguyên có dấu thì phần giá trị của số nguyên có dấu sẽ là n bit. Đó, nhắc lại là nếu chúng ta có một cách nào đó biểu diễn dấu cộng và trừ trong máy tính khi biểu diễn số nguyên có dấu thì số bit để biểu diễn giá trị của số đó là n bit. Đúng không ạ? Trong khi với cách biểu diễn nguyên lý hiện tại mà máy tính đang dùng thì loại bỏ đi một bit đầu tiên là bit dấu, tôi chỉ còn có n trừ một giá trị, n trừ một bit giá trị, được chưa? Mà n trừ một bit giá trị thì không thể có giải biểu diễn lớn hơn được n bit được. Nguyên tắc trong máy tính là dùng càng nhiều bit thì giải biểu diễn càng lớn. Thế nên là đáp án này là sai. Khả năng biểu diễn nó không thể lớn hơn phương pháp dùng dấu cộng trừ được. D. Không có hiện tượng tràn số. Câu này lại càng sai đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết rằng với số bit hữu hạn thì giải biểu diễn cũng là hữu hạn. Mà giải biểu diễn hữu hạn thì luôn có hiện tượng tràn số xảy ra. Luôn hiện tượng tràn số xảy ra. Nên đáp án D là đáp án sai. Câu 36. Khi cộng hai số nguyên có dấu trong máy tính, trường hợp nào chắc chắn không tràn? Đó chính là cộng hai số khác dấu. Cái này là lý thuyết rồi, chúng ta không có gì phải bàn cãi đây nữa cả. Bạn nào muốn chứng minh bằng toán học thì có thể tự chứng minh ở nhà. Câu 37. Khi thực hiện trừ hai số nguyên có dấu, trường hợp nào cần phải kiểm tra hiện tượng tràn số? Thì chúng ta lại nhớ quy tắc là a trừ b thì bằng a cộng với số đối của b. Thì câu 37 này nó tương tự như câu trên. Câu trên là gì ạ? Trường hợp nào chắc chắn không tràn là khi hai số khác dấu. Thế còn trường hợp có thể tràn là khi hai số cùng dấu, tức là cùng nguyên dương hoặc cùng nguyên âm. Được chưa? Đó, hai số cùng dấu thì có thể tràn, mà có thể tràn thì phải kiểm tra hiện tượng. Đúng không ạ? Thế thì quay trở lại với này, chúng ta thấy là a trong phép tính cộng số a với số trừ b. À, số a với số trừ b, trong đó trừ b là số đối của b. Trong phép tính cộng a với trừ b thì sẽ xảy ra hiện tượng gì ạ? Sẽ xảy ra hiện tượng tràn số khi a và trừ b cùng dấu. Mà a và trừ b cùng dấu thì nghĩa là a và b khác dấu, đúng không ạ? Vậy thì đáp án của chúng ta, đáp án đúng là a trừ hai số khác dấu. Bởi vì khi trừ hai số khác dấu thì chúng ta sẽ thấy là chuyển sang phép tính cộng thì sẽ thành phép tính cộng của hai số cùng dấu.
mà cộng hai số cùng dấu thì có thể xảy ra hiện tượng chăn số. Phát biểu nào sau đây là đúng khi thực hiện phép nhân hai số dương có dấu trong máy tính? Cái này, câu này là hoàn toàn lý thuyết nhá. Chúng ta lưu là trong bài giảng và trong nội dung môn học thì các thầy có đề cập đến phép tính nhân đối với số nguyên có dấu, nhưng đề cập đến dưới góc độ là lý thuyết và nguyên tắc thực hiện. Chứ còn thi và làm bài tập thì không có, bởi vì là các phép tính với phép tính nhân với số nguyên nó rất là phức tạp. Các bạn có thể thử làm ở nhà để luyện tập thôi. Chứ còn bài tập hay là đề thi thì không có kiểu tính toán phép nhân đâu, mà chỉ có câu hỏi dạng nguyên tắc như thế thôi. Thì với câu hỏi dạng nguyên tắc như vừa nãy thì các bạn ở trên lớp các bạn được các thầy cung cấp cho một cái slide về nguyên tắc nhân hai số. Các bạn chờ một chút, mình sẽ mở lại cái slide đây. Nhân hai số nguyên có dấu nó nằm ở đâu nhỉ? Đây rồi, đó. Số ở đây. Ở đây hỏi về sorry. Làm cái ba chú chứ. Ôi, chỗ mình ngồi họ đang khoan tường nên hơi ẩm một chút nha. Mình làm câu 39 trước. Câu 38 sẽ quay lại sau. Ở câu 39 nói về phép chia thì phép chia cũng tương tự như phép nhân. Khi giảng trên lớp thì các thầy chỉ giảng nguyên tắc thôi chứ không có bài tập. Ở câu 39 này, khi thực hiện phép chia hai số nguyên có dấu trong máy tính, sau khi chuyển số bị chia và số chia thành số dương thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia. Và đây là nguyên tắc đầu tiên. Câu hỏi là gì ạ? Trường hợp nào phải đảo lại dấu của cả số thương và số dư? Như cái slide mình vừa mở này, chia số nguyên có dấu này, bước 1 như mình vừa nói này. Đó, hiệu chỉnh dấu này. Chúng ta nhìn vào cái bảng này. Đó, chúng ta nhìn bảng này, chúng ta nhìn thấy dòng thứ 3 này. Chúng ta sẽ phải hiệu chỉnh kết quả đảo dấu thương và đảo dấu số dư trong trường hợp số bị chia là âm và số chia là số dương. Đó, dòng thứ 3 này này. Vậy chúng ta chỉ cần chọn đáp án là gì ạ? Đây, đáp án C. Chỗ này thì buộc phải nhớ nhá, chỗ này nguyên quy tắc thì phải nhớ. Ôn tập và đi thi, câu nào tính toán thì sẽ cần đến kỹ năng tính toán, còn câu nào cần lý thuyết, cần nhớ sẽ động đến kỹ năng ghi nhớ. Nên là những cái câu dạng như này chúng ta buộc phải nhớ thôi. Rồi bây giờ quay trở lại với câu 38. Nguyên tắc thực hiện phép nhân trong số nguyên có dấu thì nhắc lại là nguyên tắc là trước tiên là chúng ta cũng phải biểu diễn tất cả các thừa số về dạng số nguyên dương, sau đó tính phép nhân trên số nguyên dương, có kết quả rồi chúng ta mới hiệu chỉnh. Đối với phép nhân chúng ta hiệu chỉnh đơn giản hơn rất nhiều so với phép chia. Đối với phép nhân thì chúng ta hiệu chỉnh như sau: nếu mà hai thừa số ban đầu là cùng dấu thì tôi không phải hiệu chỉnh. Chúng ta biết quy tắc rồi đúng không ạ? Số âm nhân với số âm thì kết quả là một số dương. Nên là chúng ta không phải hiệu chỉnh gì nữa cả. Thế còn trong trường hợp hai thừa số ban đầu mà khác dấu thì chúng ta sẽ phải đảo dấu đúng không ạ? Đảo dấu tức là gì ạ? Tức là tìm số đối đúng không ạ? Tìm số đối của kết quả. Mà trong số nguyên có dấu chúng ta biết rồi, số đối của một số đó chính là mã bù hai của nó. Đấy là mình nhắc lại một chút về lý thuyết. Bây giờ quay trở lại với câu 38 này. Câu 38 sẽ có các đáp án mô tả cách thức nhân hai số nguyên có dấu. Chỗ này đề sai nhá, chỗ này phải là hai số nguyên có dấu, chứ số dương thì nhân dấu nó là dấu dương rồi, dấu cộng rồi. Đề bài đây cho bị sai. Hai số nguyên có dấu trong máy tính. Được chưa? Trước khi thực hiện phép nhân cần chuyển hai thừa số thành đối số. Câu này là sai đúng không? Bởi vì chúng ta chỉ chuyển số âm thành số dương thôi. Chứ còn nếu thừa số là số dương thì để nguyên. Đấy. Chứ nếu như câu A này nói rằng là trước khi thực hiện phép nhân cần chuyển hai thừa số thành đối số thì nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả đúng không ạ? Nhớ, như vậy đáp án này là sai. Rồi, trước khi thực hiện phép nhân cần chuyển hai thừa số thành số dương. Ôi, câu này là đúng rồi đúng không? Đó chính là nguyên tắc đầu tiên, bước đầu tiên khi tính toán phép nhân. Đáp án B là đáp án chính xác. Chúng ta sẽ xem C và D tại sao sai. C, nếu hiện tượng tràn số xảy ra thì dấu của tích ngược dấu hai thừa số. Không có gì ạ, không có cơ sở nào để nói về điều này cả.
nhá, không có cơ sở nào để nói về việc là nhận biết hiện tượng chán số thông qua dấu đâu. Rồi, D, nếu hai thừa số khác dấu thì không cần hiệu chỉnh lại dấu cổ tích. Ồ, câu này sai rồi đúng không? Nguyên tắc chúng ta vừa nói là nếu hai thừa số khác dấu thì chúng ta phải đảo dấu kết quả. Rồi, ok. Câu 40. Cho hai giá trị A bằng 195, B bằng 143 được biểu diễn dưới dạng số nguyên không dấu 8 bit trong máy tính. Kết quả phép toán A cộng B mà máy tính hiển thị là bao nhiêu? Rồi, ở đây mình sẽ trình bày hai cách làm. Hơi ồn một chút các bạn thông cảm nhé, vì là hôm nay phòng bên cạnh họ sửa là có tiếng khoan đục. Rồi, với câu này mình có hai cách làm này, cách làm nhất là cách làm chính tắc dùng kỹ năng tính toán và cách làm thứ hai là cách làm mẹo. Mình trình bày cách làm chính tắc để các bạn hiểu cách thức biểu diễn số nguyên và thực hiện phép tính. Còn nói với bạn về cách làm mẹo để khi thi gặp những câu này thì các bạn có thể làm nhanh, chúng ta không vướng vào mất thời gian việc tính toán. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày mình sẽ trình bày cách đầu tiên. Cách 1. Sẽ biến đổi. Đây mình sẽ đổi cái phông một chút cho nó đẹp. Đổi phông một chút để khi căn căn cái hàng nó đẹp hơn. Rồi, trước tiên là 195 này. Đó, A bằng 195. Chúng ta biểu diễn dưới dạng số nguyên không dấu 8 bit trước đã. Đúng không ạ? Dưới dạng số nguyên không dấu 8 bit nó sẽ là 1100011. Nhắc lại là các bạn về tự kiểm tra lại điều này nhé. Mình sẽ không giải thích tại sao biến đổi như thế. B bằng 143 thì biểu diễn dưới dạng số nguyên không dấu 8 bit của nó sẽ là 1001 1001 1001 1001. Đó. Bây giờ A cộng B này. Chỗ này có không có bảng nên là hơi 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 khó. Mình sẽ cố gắng trình bày trên này để các bạn thấy được. Thì khi thực hiện phép tính trong hệ nhị phân thì các bạn thường hay lúng túng bởi vì là chúng ta làm quen với hệ thập phân rồi nên là các quy tắc về cộng rồi nhớ rồi trừ vay thì đó là chúng ta hay bị nhầm lẫn, chúng ta chưa quen. Nhưng mà chúng ta làm một vài lần chúng ta sẽ quen thôi. Chúng ta chỉ nhớ quy tắc và là trong hệ nhị phân chúng ta chỉ có hai giá trị là 0 và 1. Nên là khi chúng ta thực hiện phép tính là 1 cộng 1 thì chúng ta nhớ rằng sẽ phải là 1 cộng 1 bằng 0, nhớ 1. Đấy là trường hợp đặc biệt duy nhất chúng ta cần phải nhớ. Còn các trường hợp khác là 0 cộng 0 bằng 0, 1 cộng 0 bằng 1 thì là trường hợp đơn giản rồi. Chúng ta nhớ một trường hợp đặc biệt, chúng ta quy tắc đó là 1 cộng 1 bằng 0 nhớ 1. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu này, 1 cộng 1 bằng 0 nhớ 1. Sang đến hàng chục này. Sang đến hàng chục này, 1 cộng 1 bằng 10. Bằng 10 ta còn lại một bit nhớ vào đây nữa. Bằng 10 nhớ 1 bằng 11. Bằng 11 thì viết 1. Nhớ 1. Đó, việc dùng trên Word nó lằng nhằng một cái là khi chúng ta viết từ phải sang trái là nó bị xô. Rồi, tiếp theo này, chúng ta nhớ này, 0 cộng 1 bằng 1, đúng không ạ? Nhớ 1 thì bằng 10. Lại viết 0 nhớ 1 tiếp. Sang bên này cũng như vậy. Đúng không ạ? 0 cộng 1 bằng 1, nhớ 1 bằng 10. Lại viết 0 nhớ 1. 0 cộng 0 bằng 0 nhớ 1 bằng 1. Rồi xong, 0 cộng 0 bằng 0. 1 cộng 0 bằng 1. Và 1 cộng 1 bằng 0 nhớ 1. Đó. Thì trong trường này chúng ta sẽ thấy là kết quả nó là như thế này. Đó, kết quả tính toán sẽ là như thế này. Nhưng chúng ta nhớ rằng là đề bài nói rằng là dùng 8 bit để biểu diễn. Nên là máy tính thì nó sẽ chỉ sử dụng 8 bit cuối này thôi. Đó, 8 bit này mình sẽ bôi đậm lên. 8 bit này mình sẽ bôi đậm lên. Thế còn cái bit 1 này người ta gọi là gì ạ? Trên lớp bạn biết rồi đúng không? Bit 1 này người ta gọi là gì? Bit tràn. Bit tràn thì máy tính nó sẽ không quan tâm.
Đó, bit đấy là bit tràn, máy tính sẽ không quan tâm. Như vậy chúng ta thấy này, trong máy tính thì chúng ta sẽ có phép tính, kết quả phép tính A cộng B ở trên nó sẽ bằng là 0101010. Ok, rồi. Cái này chúng ta thấy là chuyển sang hệ thập phân nó 82. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả đúng ở đây là dương 82. Đó. Thì chúng ta thấy là trong trường hợp này máy tính tính toán bị sai, đúng không? Bởi vì là theo quy tắc tính toán số học ấy thì 195 cộng với 143 thì nó sẽ bằng là 338. Đó, theo quy tắc toán học kết quả phải là 338. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong máy tính thì với 8 bit giải biểu diễn chỉ là 0 đến 256. Vậy thì cái giá trị 338 vượt ra khỏi giải biểu diễn 8 bit. Hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng tràn số. Gọi là hiện tượng tràn số. Và trong trường hợp số nguyên không dấu thì khi hiện tượng tràn số xảy ra, kết quả tính toán sẽ sai. Kết quả tính toán sẽ sai. Đây là ví dụ điển hình, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy kết quả máy tính đưa ra là 82. Rồi cách 2 này, cách 2 là cách mẹo này. Nhưng mà để hiểu được cái mẹo này thì chúng ta cũng phải hiểu được cái biểu diễn số nguyên dương trong máy tính. Thì khi biểu diễn số nguyên dương trong máy tính chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Trên lớp các thầy nói rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ có một trục số học là trục tròn. Đó. Trục số học là trục tròn chứ không phải là trục thẳng. Đấy. Khi nó là trục tròn chúng ta sẽ thấy là, các bạn chờ chút nha, mình sẽ dùng pen cho nó dễ. Mình sẽ dùng pen vẽ cho nó dễ. Đây. Trục số học là trục tròn, chúng ta thấy là bắt đầu là gốc 0 này. À, bắt đầu là gốc 0. Sau đó đến 1. Vân vân và vân vân. Đúng không ạ? Và cái giá trị lớn nhất biểu diễn được là 256. À, số là 255, đúng không ạ? Biểu diễn số lớn nhất 8 bit biểu diễn được là 255, nãy mình nói nhầm là 256. Thế thì chúng ta thấy là khi vượt ra khỏi giải biểu diễn là từ 0 đến 255 thì nó lại quay trở về cái gốc ban đầu. Ví dụ chúng ta biết rằng là giá trị 256 được biểu diễn trong máy tính với 8 bit. 256 trong máy tính biểu diễn với 8 bit. Khi biến đổi cơ số chúng ta sẽ có 256 làm 1, 0000, 0000. Còn trong trong máy tính biểu diễn với 8 bit nó chỉ quan tâm đến 8 bit này thôi. Đó, nó chỉ quan tâm đến 8 bit sau thôi. Thế nên là 256 biểu diễn trong máy tính thì nó cũng giống như biểu diễn bởi 0. Đó. Nên tương tự như vậy chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có 200 gì ạ? Giống biểu diễn của 0. Của giá trị 0. Còn 257. Còn ta biết rồi, bằng 1000001. Đó, máy tính thì chỉ lấy 8 bit cuối. Thế nên là nó giống biểu diễn của 1. Giống biểu diễn của giá trị 1. Được chưa? Đó, giống biểu diễn của giá trị 1. Rồi, cứ như vậy vân 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 vân, ngoại trục số chúng ta là trục số tròn. 258 thì giống biểu diễn của 2, 259 thì giống biểu diễn của 3, vân 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 vân. Được chưa?
Em thay đấy đấy một điều này, 0 thì bằng 256 trừ 256, 1 thì bằng 257 trừ 257, à, số trừ 256. Tương tự như vậy đúng không ạ? 258, 258 thì sẽ giống biểu diễn của 2, 2 thì bằng 258 trừ 256. Như vậy chúng ta thấy đây này, khi có hiện tượng tràn số xảy ra, khi có hiện tượng tràn số xảy ra thì giá trị mà máy tính tính toán được nó sẽ bằng gì ạ? Bằng giá trị số học trừ đi 256. Đó, bởi vì là kết quả tính toán theo số học nó vượt ra khỏi giải biểu diễn. Thế nên là khi biểu diễn nó trên trục số tròn của máy tính, nó sẽ quay về các giá trị đầu tiên. Do đó ta có một cái mẹo, đó là gì ạ? Giá trị tính toán được của máy tính thì sẽ bằng giá trị tính toán theo số học trừ đi 256. Đối với trường hợp 8 bit. Mình nói đây là đối với trường hợp 8 bit nhé. Tổng quát lên, đúng không ạ? Tổng quát lên, trong trường hợp chúng ta biểu diễn số nguyên không dấu n bit thì khi có hiện tượng tràn số xảy ra, kết quả máy tính tính toán được sẽ là gì ạ? Kết quả tính toán số học trừ đi 2 mũ n, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có khi hiện tượng tràn số xảy ra với số nguyên không dấu n bit, kết quả máy tính sẽ bằng kết quả tính toán số học trừ đi 2 mũ n. Bây giờ áp dụng với A bằng 195, B bằng 143, đúng không ạ? Thì vừa nãy chúng ta biết rồi, A và B chúng ta biết là cộng lại bằng 338 là tràn số xảy ra, đúng không ạ? Vậy thì kết quả máy tính 195 cộng 143 trừ đi 2 mũ 8, đúng không ạ? Chúng ta biểu diễn số nguyên 8 bit thù bằng 82. Các bạn không tin thì bấm máy tính lại nhá. Ok chưa? Ủa, không biết các bạn có nghe rõ không nhỉ? Mình mải giảng, không biết là có các bạn nghe rõ không? Ok chưa? Không biết là các bạn có nghe rõ không ạ? Mình mải giảng từ nãy giờ. Các bạn nghe rõ không? Ok. Rồi, câu 41. Cho hai giá trị A bằng 95, B bằng 43 được biểu diễn dưới dạng số nguyên có dấu 8 bit trong máy tính. Kết quả phép toán A cộng B mà máy tính hiển thị là bao nhiêu? Chúng ta nhớ rằng đối với số nguyên có dấu, chúng ta nên tính toán một cách cẩn thận, chứ chúng ta không dùng mẹo như số nguyên không dấu được đâu. Thì ở đây chúng ta sẽ có vài câu giống nhau nên mình chỉ chữa một câu thôi. Các câu còn lại các bạn sẽ tự làm và mình sẽ cho đáp án để các bạn so sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm này. Chúng ta sẽ làm này. A bằng 95. Các bạn chờ mình một chút, mình sẽ đổi phông chữ để đặt phép tính. A bằng dương 95. Ta sẽ có biểu diễn bằng 8 bit và số nguyên có dấu như sau: 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Được chưa? Các bạn tự tự về nhà kiểm chứng nhá. B bằng dương 43. Đó, biểu diễn số nguyên có dấu 8 bit của nó sẽ là 0, 0, 1, 0. Được chưa? 1, 0, 1, 1. Được chưa? Rồi A cộng B này. Bằng này, chỗ này mình cũng làm nhanh nhá. Mình cũng làm nhanh.
Đó, đây là kết quả tính toán A cộng với B. Đấy, kết quả tính toán A cộng B. Được chưa? Rồi, thế kết quả tính toán này chúng ta phải đổi đúng không ạ? Làm một bước nữa. Chúng ta nhớ rằng là kết quả tính toán này là kết quả tính toán trong máy tính. Thì bây giờ chúng ta phải biểu diễn sang dạng thập phân vì là các đáp án của đề bài là dạng thập phân. Chúng ta nhìn này, áp dụng mình sẽ chép lại công thức tính giá trị ở trên vào đây, chép lại đây công thức tính giá trị của số nguyên có dấu, chép vào đây để các bạn kiểm tra lại. Thế thì với kết quả tính toán vừa nãy thì chúng ta sẽ thấy số nguyên có dấu 1000 1010 trong máy tính biến đổi sang dạng thập phân, nó sẽ là âm 118. Bởi vì chúng ta thấy ngay là bit dấu đây, bit dấu là bit âm, bit dấu là một, chúng ta là số âm. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Rất nhiều bạn đây sẽ bị mắc bẫy, rất nhiều bạn đây sẽ bị mắc bẫy là chúng ta không để ý rằng là gì ạ, chúng ta không để ý rằng người ta nói rằng số nguyên có dấu đó. Các bạn mắc bẫy là đọc đề bài không cẩn thận, đề bài nói rằng là số nguyên có dấu. Nếu chúng ta không để ý điều này thì chúng ta biến đổi, chúng ta sẽ biến đổi cơ số cho giá trị 1000 1010 sang dạng thập phân là dương 138, và các bạn sẽ tích sai vào đây, sẽ tích sai vào đây. Đó, thế nên là tại sao, lý do tại sao là đi làm, đi thi đúng không ạ, làm kết quả thấp nếu chúng ta không đọc kỹ đề bài. Đó, tính toán các bước rất là ngon lành rồi nhưng mà không đọc kỹ đề bài nên thành ra là chọn đáp án sai. Rồi, thế thì qua câu 41 này chúng ta thấy một cái hiện tượng là gì ạ? Qua câu 41 này chúng ta thấy hiện tượng là gì ạ? Máy tính tính toán bị gì? Máy tính tính toán bị sai. Đó, máy tính tính toán bị sai. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta biết là A cộng B, đúng không ạ? Trong trường hợp này khi chúng ta tính toán theo quy tắc số học thì 95 cộng 3 cộng 43 bằng dương 138. Dương 138 thì nó sẽ vượt ra khỏi khả năng biểu diễn của số nguyên có dấu 8 bit. Bởi vì số nguyên có dấu 8 bit chỉ biểu diễn được các giá trị từ -128 cho đến dương 127. Được chưa? Vậy thì dương 138 vượt ra khỏi giải biểu diễn này, hiện tượng tràn số xảy ra. Được chưa? Và kết quả tính toán của chúng ta trở thành một kết quả sai của máy tính, xin lỗi, của máy tính chứ không phải là của chúng ta. Rồi, câu 43. Ở câu 43 chúng ta nhớ quy tắc là A trừ B sẽ được tính toán bằng A cộng với số đối của B đúng không ạ? A cộng với số đối của B. Thế nên là chúng ta sẽ thấy là dương 95 trừ đi trừ 43 thì sẽ bằng là gì ạ? Mình viết lại dấu trừ đây cho nó đẹp. Thì bằng là dương 95 cộng với số đối của gì ạ? Số đối của âm 43 là dương 43. Ồ, chúng ta quay lại, nó chính là câu 41. Đúng không? Vì chúng ta có thể tích ngay ở đây. Đó. Đây là đáp án. Đi thi, các bạn nhớ là đi thi không bao giờ có hai câu liền nhau như này đâu nha. Đây là trong đề bài có hai câu liền nhau thì mình mới tích được ngay đáp án là âm 118 ở đây, nhưng đi thi không có chuyện là hai câu liền nhau hay đâu. Nên là các bạn muốn luyện tập thì các bạn cứ tính toán lại nha, các bạn muốn luyện tập thì tính toán lại cho nó chắc chắc chắn. Câu 44 cho biết kết quả biểu diễn của biểu thức khi biểu diễn ở dạng số nguyên có dấu 8 bit NOT 106, đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy là có hai bước tính toán chúng ta cần phải làm. Trước hết là chúng ta sẽ chuyển đổi 106 sang dạng số nguyên có dấu 8 bit. Sang dạng số nguyên có dấu 8 bit. Sau đó chúng ta áp dụng phép toán NOT.
phép toán not là phép toán đảo bit, đúng không ạ? Rất dễ để làm bài này. 106 chúng ta có thể biến đổi rất là nhanh sang dạng biểu diễn số nguyên có dấu 8 bit. Trước tiên bit dấu là 0 vì đây là một số dương. Các bit giá trị của chúng ta sẽ tính toán được đó là 1 1 0 1 0 1 0. Về not của 106 đơn giản thôi, đảo dấu thôi ạ. Viết thế này căn cho nó đẹp dễ nhìn. 0 thành 1 1 thành 0, cứ thế đảo dấu thôi. Đó, đáp án của chúng ta đúng là đáp án D. Câu 45, kết quả của biểu thức 1 0 0 1 0 1 1 0 so 0 1 1 0 1 0 0 1 là bao nhiêu? Ở đây trong bài giảng trên lớp chúng ta có một cái phần gọi là đại số boolean. Tôi sẽ mở lại cái slide đấy để các bạn nhớ lại kiến thức. Đại số boolean. Đây. Trong quy tắc của đại số boolean chúng ta sẽ thấy là nguyên tắc thực hiện phép toán so. Chúng ta thấy nguyên tắc thực hiện phép toán so là nếu mà hai bit cùng giá trị thì phép toán so bằng 0. Đó, 0 so 0 bằng 0. 1 so 1 bằng 0. Nếu hai bit khác giá trị thì kết quả so là 1. 0 so 1 bằng 1. 1 so 0 bằng 1. Thế nên làm bài này rất là dễ, bài này là một bài rất dễ. Chúng ta chỉ làm động tác là gì ạ? Viết lại thôi, gióng lại hàng cho nó đẹp. Chúng ta thấy này, dễ nhìn thấy ngay là với hai chuỗi bit như thế này thì mọi cặp bit đều là khác giá trị, đúng không ạ? Đây 1 0 này, sau đó lại 0 1 này, sau đó lại 0 1 này, 1 0 này, đúng không ạ? Chúng ta kiểm chứng rằng là mọi bit, đúng không ạ? Mọi cặp bit là khác giá trị. Vậy thì khi so hai giá trị này với nhau, kết quả của chúng ta là tất cả các bit đều là 1, đúng không ạ? Khi thực hiện toán so thì kết quả sẽ có tất cả các bit là 1, chọn được ngay C là 1 1 1 1 1 1 1 1. Đó, thì đấy là các phép tính liên quan đến số nguyên. Các bạn có thể tự lấy giá trị, tự lấy ví dụ để làm ở nhà nhé. Các bạn lưu ý là ôn thi đừng có ôn theo bộ đề nhé, đừng có ôn theo sách bài tập hay là ôn theo cái đề mà mình đưa trong các buổi live stream nhé. Bởi vì khi thi thì dạng bài có thể vẫn như vậy nhưng mà đáp án sẽ đổi đi, đáp án đổi đi và giá trị trong đề bài sẽ đổi đi. Nên là học theo bộ đề rồi học theo sách bài tập mà nhớ vẹt là đi thi kết quả sẽ rất là thấp đấy, bởi vì các câu tính toán sẽ bị đổi hết giá trị. Cố gắng nhớ luyện tập tính nhanh. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề biểu diễn số thực. Giải lao một phút nha, giải lao một phút cho các bạn nghỉ ngơi một chút. Rồi, file live stream và file đáp án thì mình sẽ file live stream mình sẽ lưu lại, còn file đáp án mình sẽ up lên. Câu hỏi của bạn Đức Trường: cộng hai số nguyên không dấu mà bit tràn thì kết quả là sai, tức là không có kết quả. Mình không hiểu câu này của bạn, không hiểu câu này của bạn nhé. Bit tràn thì kết quả là sai chứ không mình hiểu tại sao lại không có kết quả. À rồi rồi, mình đọc mình hiểu rồi.
Thì khi thực hiện, chúng ta lưu ý là trong máy tính nó thực hiện thì nó không quan tâm đến bit tràn. Nó sẽ quan tâm đến các cái bit giá trị. Sẽ quan tâm đến các bit giá trị theo giải biểu diễn. Ví dụ là với số nguyên 8 bit thì nó chỉ quan tâm đến 8 bit kết quả thôi. Và 8 bit trong kết quả tính toán là 8 bit sau. Nên nó vẫn cho chúng ta kết quả bình thường, chứ không phải là không có kết quả đâu. Vẫn có kết quả nhá. Còn nếu mà trong sách nào mà cái câu tương tự như vậy đấy mình chữa mà bảo câu 82 là sai thì sách sai đấy. Nha. Rồi, tiếp tục này. Câu 46 theo chuẩn IBE 75485 biểu diễn số thực độ chính xác đơn 32 bit thì dùng thì mã lệch sẽ là bao nhiêu bit? 8 bit. Chúng ta có thể chọn ngay đáp án. Cái này là quy tắc biểu diễn rồi, không có gì phải tranh cãi đây cả. Theo chuẩn IBE 75485 biểu diễn số thực độ chính xác kép 64 bit thì số bit dùng biểu diễn phần mã lệch sẽ là 11 bit. Cái này là quy tắc nên là không có gì bàn cãi đây. Rồi, biểu diễn số thực x bằng 9,6875 dưới dạng số dấu chấm động theo chuẩn IBE 754 với 32 bit thì phần mã lệch E có giá trị là bao nhiêu? Thì ở đây các cái bước để biểu diễn số thực trong máy tính. Bước 1. Ở đây mình sẽ nêu cái cách thức làm chung nhá, sau đó là sẽ chữa trực tiếp vào bài này sau. Bước 1 này là xác định bit dấu. Xác định giá trị bit dấu. Quy tắc 0. Bit dấu là 0 để biểu diễn số dương. Và là 1 để biểu diễn số âm, số thực âm. Bước 2, biến đổi cơ số để biểu diễn trong hệ nhị phân. Bước 3, biến đổi kết quả bước 2 thành dạng 1.m nhân 2 mũ E lớn. Đây là quy tắc biểu diễn của số thực theo chuẩn IBE 754 nhá. Chúng ta đừng thắc mắc là tại sao như vậy, chuẩn thì cứ phải theo thôi. Không thắc mắc là tại sao người ta phải làm thế. Rồi. Tất nhiên là sẽ có lời giải thích thôi, nhưng mà nó rất là dài dòng mà chúng ta không đặt vấn đề đấy ở đây. Không đặt ra vấn đề đấy ở đây. Còn các bạn trong lớp, trên lớp thì có thể tôi sẽ giải thêm, hoặc là các bạn học lớp khác thì các bạn có thể hỏi thầy cô lý thuyết trên lớp là tại sao lại phải biến đổi như này. Bước 4. Tính giá trị mã lệch E thì bằng E cộng B. B là gì ạ? B là độ lệch. B là độ lệch. Được chưa? Với mỗi chuẩn biểu diễn số thực khác nhau thì giá trị độ lệch sẽ là khác nhau. Nhá, cái này các bạn xem lại trong slide giúp mình nhá, xem lại trong slide giúp mình để xem là B trong các trường hợp là bằng bao nhiêu. Ở đây đối với số nguyên 32 bit thì B sẽ bằng là 127. Bước 5, đó là biểu diễn số thực thôi. Theo quy tắc, theo khuôn dạng của tiêu chuẩn. Mình sẽ mở lại cái slide đấy để nhắc lại cái khuôn dạng cho các bạn thấy. Trong máy tính khi biểu diễn số thực thì chúng ta sẽ có 3 khuôn dạng biểu diễn hay là 3 khuôn dạng mã hóa. Khuôn dạng nhất là khuôn dạng dùng 32 bit thì chúng ta có dạng này là dạng số thực độ chính xác đơn. Bit đầu tiên là bit dấu, 8 bit sau là bit mã lệch và còn lại là 23 bit biểu diễn phần định trị M. Tương tự như vậy đối với số thực độ chính xác kép, chúng ta sẽ có bit đầu tiên là bit dấu, 11 bit mã lệch và còn lại 52 bit phần định trị.
Đối với số thực 80 bit là độ chính xác kép mở rộng thì bit đầu tiên là bit dấu. 15 bit sau là bit mã lệch, biểu diễn mã lệch, còn lại 64 bit để biểu diễn phần đính trị. Rồi bây giờ áp dụng này. Áp dụng này. Câu trên này, thực ra là trong các câu tính toán thì rất hiếm khi là các thầy bắt các bạn biểu diễn toàn bộ số thực, bởi vì là nhắc lại là đề thi chúng ta đề thi trắc nghiệm nên là không có các câu mà đòi hỏi chúng ta tính toán mất thời gian đâu. Thường chỉ hỏi một phần thôi. Ví dụ câu này là chỉ hỏi về mã lệch thôi chứ không yêu cầu các bạn phải biểu diễn toàn bộ giá trị. Rồi, chúng ta sẽ có giá trị 9,6875 trong hệ cơ số thập phân, hệ cơ số 10 chuyển đổi sang hệ nhị phân, chúng ta sẽ có là 1001 chấm, đúng không ạ? 6875 này của chúng ta sẽ biểu diễn là gì ạ? 1 này, đúng không ạ? 0 này, 1 này, đấy chưa? Chỗ này là 0,625 rồi, đúng không ạ? Còn lại là, các bạn chờ một chút nha. Chỗ này mình không tính nhầm được nên là mình tính coi như là bước tính nháp đi. Đoạn này mình sẽ không giải thích kỹ vì đoạn này hôm trước chúng ta có bài tập tương tự rồi. Đoạn này mình không tính nhầm được nên là mình nháp ra cho nó kết quả nó chắc chắn. Đó, như vậy kết quả chúng ta sẽ là 1011 đây. Đây, mình sẽ bôi đậm lên chỗ này nháp. Rồi, thế thì ở đây chúng ta nhớ là quy tắc là tôi phải dịch cái dấu chấm này. Đó, các bạn sẽ phải dịch cái dấu chấm này để sao cho kết quả biểu diễn trong dạng nhị phân sẽ có một bit duy nhất ở phần nguyên. Đó, sẽ có một bit duy nhất ở phần nguyên và bit đó mang giá trị 1. Nhắc lại là theo quy tắc biểu diễn số thực, chúng ta sẽ phải dịch dấu chấm này sao cho phần nguyên chỉ còn lại một bit duy nhất và bit đó là bit 1. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta sẽ có dấu chấm được dịch đi 3 vị trí sang bên trái. Đó. Thế thì khi dịch dấu chấm sang trái 3 vị trí mà để giá trị của nó vẫn giữ nguyên thì chúng ta sẽ nhân với lũy thừa của 2 với số mũ tương ứng là số vị trí dịch. Đấy chưa? Tôi dịch sang trái thì số mũ là một số dương, còn tôi dịch sang phải thì số mũ là số mũ âm. Trong trường này tôi dịch sang trái 3 vị trí, vậy thì tôi sẽ nhân với một lũy thừa của 2 với số mũ là cộng 3. Đấy, tôi viết rõ dấu cộng ra để cho thấy là dịch sang bên trái. Mặc dù dấu cộng đây nó về mặt ý nghĩa biểu diễn nó không cần thiết có mặt. Rồi, thì chúng ta sẽ thấy này, mã lệch E của chúng ta áp dụng vào bằng công thức là gì? E bằng E lớn cộng B, như ở trên tôi nói, như ở trên mình nói. E lớn của chúng ta đây là cộng 3, đúng không ạ? B của chúng ta trong trường này, nhớ rằng đề bài nói rằng là số nguyên, à, số thực 32 bit. Vậy thì phần mã lệch là 127, cái này bằng 130. Dễ dàng rồi đúng không? Chuyển sang dạng nhị phân. 1000010. Có đáp án nào không nhỉ đây? Đáp án B là đáp án chính xác. Đó. Xong câu 48. Câu 49 xác định giá trị thập phân của số thực x có dạng biểu diễn theo chuẩn IBE 754 với 32 bit như sau. Đấy, đoạn này là ở trên lớp mình chưa giảng đến, nhưng mà trường hợp này chúng ta thấy là trường hợp đặc biệt. Trường hợp này là trường hợp đặc biệt.
Thì trên lớp phần này mình trong buổi sau mình sẽ giảng đến, thì chúng ta sẽ có cái đoạn đây, mình sẽ rửa luôn slide đấy ra cho các bạn. Đấy. Có một cái trường hợp đặc biệt ở đây đó gì ạ? Nếu tất cả các bit của E đều bằng 0, các bit của M đều bằng 0 thì x bằng cộng trừ 0. Còn nếu các bit của E bằng 1, các bit của M bằng 0 thì x bằng cộng trừ vô cùng. À sorry, ở đây chưa phải là trường hợp đặc biệt đúng không ạ? Mình nhìn nhầm. E ở đây chỉ có 2, 4, 6, 7 bit. Rồi, ở đây. Ở đây xin lỗi, đây đây đây. Rồi, sorry các bạn, nhìn nhầm một chút. Mình sẽ bôi đỏ cái phần má mã E lên. Ê, như vậy là đây nó chưa phải là nó chưa phải là trường hợp đặc biệt biểu diễn như kia. Thế chúng ta sẽ làm bình thường. Nó sẽ làm bình thường. Thế thì ở đây cái bài này nó ngược với cái bài trên. Đó, cái bài này nó ngược với bài trên. Bài trên là cho chúng ta một giá trị thập phân và yêu cầu chúng ta biểu diễn cái số thực đó trong trong máy tính. Còn bài này ngược lại là cho chuỗi bit biểu diễn trong máy tính và yêu cầu chúng ta tìm giá trị thập phân từng của nó. Thế thì nguyên tắc ở đây của chúng ta đó là gì? Chúng ta biết rằng là giá trị x có thể biểu diễn bằng gì? 1.m nhân 2 mũ e, e lớn. Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có này, e lớn ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến e lớn thôi. E lớn chúng ta sẽ xác định được thông qua mã lệch e lớn thì bằng e nhỏ trừ 127. Được chưa? Nhưng ta nhớ rằng là còn phải có gì ạ? Còn phải có cái bit dấu. Vậy thì bit dấu đây rất đơn giản, nó sẽ bằng là trừ 1 mũ s. Đó, trừ 1 mũ s. Đó chính là giá trị của bit dấu. Và nếu s bằng 0 thì trừ 1 mũ s bằng 0. À, xin lỗi, trừ 1, nếu s bằng 0 thì trừ 1 mũ 0 bằng 1. Còn nếu s bằng 1 thì trừ 1 mũ bằng trừ 1. Đó. Đây là công thức. Còn khi chúng ta làm bài, chúng ta chỉ cần nhớ rất đơn giản là s bằng 0 thì là số dương. Còn s bằng 1 thì là số âm. Chúng ta sẽ thêm dấu vào kết quả cuối cùng thôi. Thêm dấu vào kết quả cuối cùng khi sau khi chúng ta biến đổi thôi. Nên chúng ta không nhất thiết phải nhớ là trừ 1 mũ s làm gì phức tạp cả. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có e bằng mã lệnh e bằng 0111111. Đó. Đấy, mã lệnh e này. Mã lệnh e là một số 0 đầu tiên này và 7 số 1 theo sau này. Ồ, cái này có thể tính nhanh bằng 127. Vậy thì chúng ta sẽ có số mũ e bằng e trừ đi 127. Lưu ý ở đây tại sao trừ 127, vì là mã, bởi vì độ lệch khi biểu diễn số thực 32 bit, độ lệch b khi biểu diễn số thực 32 bit là 127. Như vậy e bằng 0. Được chưa? M chúng ta gì? M chúng ta bằng 0. Tất cả đều là bit 0. Được chưa? Như vậy là x của chúng ta này bằng này trừ 1 mũ s. S ở đây bit dấu, chúng ta bit dấu đây. Bit dấu bằng 0. Thế thì chúng ta thay vào đây trừ 1 mũ 0 nhân với dạ 1.0. Chúng ta nhớ rằng là gì ạ? Đây. Đó. M nhỏ ta bằng 1.0 nhân với gì ạ? Nhân với 2 mũ e lớn bằng 0. Vậy thì cái này sẽ bằng là gì nào? 0 này, số 1 này, nhân với 1 này, nhân với 1, đây chính là biểu diễn của giá trị 1, dương 1, đúng không ạ? Đây là biểu diễn của giá trị dương 1. Đáp án đúng là đáp án A. Rồi, còn 2 câu nữa thôi. 2 câu này mặc dù là trên lớp mình chưa giảng đến, nhưng mà ở đây mình trả lời luôn cho nó gọn ghẽ, xong gọn ghẽ phần này. Để buổi sau chúng ta không phải dây dưa lại đối với biểu diễn số thực nữa. Rồi, trong chuẩn IBE 75485 NaN viết tắt của not a number, tức là không phải là một số. Phát biểu sau đây là đúng về giá trị NaN. Cái này các bạn buộc phải nhớ nhé. Chỗ này là chúng ta phải
lại phải dùng đến kỹ năng nhớ thôi, nhớ nguyên tắc biểu diễn thôi. Thì chúng ta sẽ có quy ước đặc biệt là nếu tất cả các bit của E đều bằng 1, M có ít nhất một bit bằng 1, thì X không phải là một số, tức là nó là một nam, not a number. Áp cái này vào đây chúng ta sẽ thấy này, các đáp án này phát biểu sau đây là đúng với giá trị nan, tất cả các bit phần mã lệch bằng 1 bit phần định trị tùy ý. Câu này là sai đúng không? Chúng ta cần gì? Chúng ta cần phần định trị có ít nhất một bit 1 cơ. À, như vậy câu này là sai. Tất cả các bit phần mã lệch bằng 1 phần định trị khác không. Phần định trị khác không. Câu này là đúng hay sai? Câu này là đúng. Được chưa? Bởi vì phần định trị có ít nhất một bit bằng 1 thì chắc chắn nó khác không. Chỉ khi nào mà tất cả các bit phần định trị là không thì mới là không thôi. Vậy thì chỉ cần có một bit bằng 1 thì nghĩa là phần định trị đã khác không rồi. Vậy thì câu B này là gì ạ? Câu B này là một đáp án đúng. Chúng ta sẽ xem các đáp án còn lại. C này, tất cả các bit mã lệch bằng 0. Cái này là sai rồi đúng không ạ? Theo quy tắc đây, tất cả các bit phần mã lệch, E là mã lệch mà, đều bằng 1. Câu này cũng sai. D, tất cả các bit phần mã lệch bằng 0. À, câu này cũng sai nốt luôn. Đúng không? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là B. Rồi, câu 51 trong chuẩn I3E75485 thuật ngữ độ chính xác kép đề cập tới. Câu này buổi sau thì chúng ta mới trên lớp mình giảng thì các bạn mới hiểu rõ được. Thế còn tạm thời đây chúng ta công nhận kết quả nhé. Sau đó là sau khi mình giảng trên lớp hoặc là các thầy giảng trên lớp thì các bạn có thể xem lại cái đoạn này của xem lại cái đoạn sau này của buổi livestream để chúng ta hiểu rõ. Đấy. Trong máy tính ý, thì để biểu diễn số thực độ chính xác kép chúng ta sẽ dùng 64 bit. Và cái khái niệm độ chính xác kép là gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ xem các đáp án này đúng hay sai nhé. Số lượng bit dùng để biểu diễn số thực độ chính xác kép nhiều gấp 2 lần số lượng bit dùng để biểu diễn số thực độ chính xác đơn. Được chưa? Câu này là gì ạ? Câu này là nói về đặc điểm của biểu diễn số thực, chứ nó không nói về độ chính xác kép. Người ta ở đây hỏi các bạn cần phân biệt. Câu này nó hơi nhập nhằng và hơi khó hiểu với các bạn một chút nhé. Người ta hỏi độ chính xác kép là gì, chứ người ta không hỏi là số thực biểu diễn dạng độ chính xác kép. Đấy chưa? Người ta chỉ hỏi cái thuật ngữ độ chính xác kép thôi. Nên là câu A là câu không chọn được. Câu B, giải biểu diễn số thực độ chính xác kép lớn gấp 2 lần giải biểu diễn số thực độ chính xác đơn. Câu này là sai. Giải biểu diễn của chính xác kép lớn hơn rất nhiều, chứ không chỉ lớn hơn 2 lần đâu. Số thực độ chính xác kép biểu diễn số thực có dấu, trong khi số thực độ chính xác đơn biểu diễn số thực không dấu. Cái này lại càng sai. Đã là biểu diễn số thực trong máy tính thì luôn luôn phải là số thực có dấu. Đấy ạ. Câu D, số lượng các bit sau dấu phẩy song biểu diễn độ số thực độ chính xác kép nhiều gấp 2 lần so với biểu diễn ở dạng số thực độ chính xác đơn. Câu này cũng không có cơ sở. Câu này cũng không có cơ sở để nói, vì chúng ta khi chúng ta biểu diễn ở đây này. Đó, chúng ta xem lại cái khuôn dạng biểu diễn nhé. Thì dạng biểu diễn độ chính xác đơn là chúng ta dùng 23 bit để biểu diễn phần định trị, đúng không ạ? Còn độ chính xác kép mở rộng chúng ta dùng 53 bit để biểu diễn phần định trị. Như vậy là khi chúng ta so sánh về số bit thì nó không chỉ lớn hơn 2 lần. Được chưa? Còn khi chúng ta biểu diễn dưới dạng, khi chúng ta biểu diễn dạng thập phân ấy, khi chúng ta biểu diễn dạng thập phân thì ở đây chúng ta thấy này, đối với dạng gì ạ? Đối với dạng độ chính xác kép nó có thể biểu diễn được 308 chữ số sau dấu phẩy, còn độ chính xác đơn nó chỉ biểu diễn được 38 chữ số sau dấu phẩy thôi. Thì 308 nó không thể dạng 308 nó lớn hơn nhiều, chứ không chỉ lớn hơn gấp 2 lần so với 38 đâu. Thế nên là câu này là một câu rất là nhập nhằng. Đấy chưa? Đây là một câu nhập nhằng. Do đó là câu này mình sẽ không tích đáp án đúng là đáp án nào cả. Không tích đáp án đúng là đáp án nào cả. Còn trong sách bài tập, nếu như các bạn thấy câu này xuất hiện trong sách bài tập thì các bạn cứ theo đáp án trong sách bài tập thôi. Như vậy chúng ta đã kết thúc các câu liên quan đến biểu diễn số nguyên và biểu diễn số thực. Buổi livestream
chúng ta cũng kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào thì các bạn sẽ để lại dưới phần comment và mình sẽ xem và trả lời sau. Thế còn bài file livestream sau khi kết thúc thì Facebook nó sẽ xử lý và các bạn có thể xem lại. File lời giải này mình cũng sẽ up lên và share lại cho các bạn sau. Được chưa? Rồi, xin chào các bạn. Hẹn các bạn trong buổi livestream của tuần tiếp theo.